Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm nay, các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đã ngăn chặn hơn 52.000 cuộc gọi rác quấy rối người tiêu dùng. Chỉ riêng trong tháng 10, tổng số thuê bao phát tán cuộc gọi rác đã bị ngăn chặn lên tới 17.500. Viettel là doanh nghiệp viễn thông thực hiện ngăn nhiều cuộc gọi rác nhất khi có tới 9.800 thuê bao. Tiếp đó là VNPT với gần 6.200 thuê bao, Mobile Phone là hơn 800 thuê bao. Đây là những con số được đánh giá là khá tích cực nhằm hiện thực hóa sự quyết tâm của các doanh nghiệp viễn thông cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ngăn chặn các loại rác viễn thông như cuộc gọi rác, tin nhắn rác trong tương lai.